Vâng, xin chào các bác đến với Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe Touring mang thương hiệu của Meridia, model Meridia Crossway 90. Cái mẫu Touring này là mẫu ô tô Touring có giảm sóc phía đằng trước mà em đã giới thiệu trong thời gian vừa qua. Đây là mẫu cải tiến hơn so với mẫu Crossway 60 lần trước, không có giảm sóc, càng đơ thì trước này về là Crossway 90 có giảm sóc dành cho bác đi những dòng xe tay ngang Touring, giúp cho bác rất là thoải mái trên những cung đường. Và bây giờ xin mời các bạn đến chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu Touring Meridia Crossway 90 có giảm sóc so với mẫu phiên bản cũ là Crossway 60 càng đơ, thì mẫu này được nâng cấp hơn, cao cấp hơn, có giảm sóc phía đằng trước. Khung nhôm cái mẫu model của dòng Meridia thì em đã về rất nhiều thời gian vừa qua. Những bác mà hỏi em về những cái dòng xe Touring tay ngang có giảm sóc thì lại em về một chiếc đây. Tổng thể tông màu là màu đen, điểm chỉ xanh trên khung xe. Nhiều bác hỏi em về những tay lắm nó giảm sóc để đi cho nó đỡ bỏi tay, về dòng Touring tay ngang rất hợp với bác lớn tuổi. Model của xe là model Crossway 90. Đây là mã QR code chính hãng của thương hiệu Meridia. Thì đây là một trong những thương hiệu rất là phổ biến của thị trường châu Á, dòng Meridia rất là dễ dàng sử dụng cho các bác. Phía đằng trước khung thì nó hơi khoan về phía đằng trước, khung gióng bản to, cải tiến hơn so với mẫu khung trước đây, khung tròn và dẹp, được cho bộ khung chắc chắn hơn và cái lực đẩy của người phía đằng trước rất là thoải mái. Cổ phốt ghi đông gật gù, điều chỉnh cao góc độ cho người dùng. Đây là căn độ chỉnh của cổ phốt, các bác chỉ cần lấy ốc ra và điều chỉnh tay lắm sao cho nó phù hợp với tư thế người ngồi. Tay lắm cao su nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với tay bấm xả của Shimano, trang bị với 8 tầng lip. Bên trái em sử dụng với tay bấm xả của Shimano, trang bị với 3 tầng đĩa. Và đặc biệt cái mẫu phiên bản của Crossway 90 lần này em về được trang bị với giảm sóc dầu phía đằng trước. Nắp dầu nhé, giúp cho bác đạp rất là thoải mái, yên tâm về phía đằng trước, không bị tê tay. Giảm sóc chính hãng của Crossway luôn, Meridia Crossway nguyên bản theo xe, kết hợp giữa dòng Meridia được cụm mà sử dụng với vành đĩa của Meridia, đít là đĩa nhé, vành đĩa của Meridia. Thường các bác thấy những vành đĩa được sử dụng những dòng xe đua. Đây là một sự kết hợp giữa tốc độ và dòng road bike city. Nguyên bản theo xe, lốp còn rất là mới, xe đánh giá là rất là tốt luôn nhé, xe rất là mới, xe người chủ cũ thì rất giữ gìn. Kích thước lốp 700x32c, cọc yên nhôm, yên da đen cũng là tông màu của xe. Đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa của Shimano Tule, củ đề sau là củ đề Shimano Tule TX, trang bị 8 tầng lip, lip và xích còn rất là mới. Đằng sau cũng sử dụng với vành chính hãng của Meridia, vành Meridia lip, sử dụng phanh đĩa. Cải tiến hơn so với mẫu trước là cục phanh V đằng sau, thì xe được cải tiến hơn so với mẫu phiên bản model lần này là phanh đĩa. Bây giờ chúng ta chờ cơ đứng của khung xe. Vâng, chờ cao đứng của khung xe là xe 45, chiều ngang. Chiều ngang xe là xe 51, khi là các bác là từ 1m6 đến 1m7 đi vừa.
xe được trang bị với 8 tầng lip, lip còn rất là mới. Bây giờ xin vào nhà chi tiết hoạt động của xe. Lên lip rồi. Xuống lip. Vâng, rất chân chu vật mà. Bên phải em là 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon xe. Mẫu Maria Cross UE 90. Đây là một cái dòng xe touring rất là phổ biến về bên em, về cái mẫu mà touring gặp sóc. Giá thành rất là tốt cho các bác. Xe được người chủ cũ đi rất là ít, nhưng mà độ mới của xe rất là đẹp. Cái tông màu chủ đạo tông màu đen, điểm chỉ xanh trên khung xe, dành cho bác ưa thích những cái tông màu tối. Cái ghi đông của xe bên phía đằng trước đây, nó theo cái hình cánh cung. Đó. Rất là mắt. Sử dụng với đằng trước là cụm phanh đĩa, và xanh sau cũng là phanh đĩa nhé. Cải tiến hơn so với mẫu trước đây là Crossway 60 là được trang bị với phanh V, thì lần này là Crossway 90 model cao cấp hơn, sử dụng phanh đĩa. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Maria Crossway 90. Và xe giá tốt bên em là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại trên ngày mai.